Đấy nha, em sẽ thử cái tiếng mic qua cái con vang này xem là nó hay như thế nào, mà giá của nó chỉ có hơn 1 triệu thôi các bác nhá. Đấy, anh em vào đầu video thì hoan hỉ ấn cho em xin 1 like nhá. Và bây giờ thì em sẽ thử nghe 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 thử xem là cái tiếng mic này xem là nó cái giá tiền của nó xem nó có phù hợp không các bác nhá. Rồi em cùng các bác sẽ thử hát thử một đoạn đi nhá các bác nhá. Em dù gì nơi dù cho đàn nỗi đã nỡ tận nguyện vết dẻo thời gian thế sau em dù gì. Một hai giả mã phách lại đi xem nghe tiếng vọng của con này nghe tiếng phêu lưng 6 7 1 2 4 5 9 10 hê đấy, chính tỏ là em đang dùng con vang này đúng không. Và giới thiệu luôn cho anh em một cái nữa thì con này nó có cả phần mềm các bác nhá. Đấy, con này có phần mềm và bây giờ em sẽ kết nối phần mềm luôn nhá. Bây giờ em sẽ kết nối phần mềm để cho toàn thể các bác cùng xem nhá. Đây, hiện tại các bác nhìn thấy nhá, kết nối phần mềm này. Đấy. À, các bác nhìn thấy chưa? Đấy. Thì các bác có biết cái dòng sản phẩm vang này nó là dòng sản phẩm vang gì không ạ? Đó. QSC, QSC là một trong những dòng thương hiệu tên tuổi nổi tiếng của Mỹ. Đấy. Nhưng mà dòng này thì nó lại là của thằng Patty Hill. Đấy. Đây phần mềm của vang số Patty Hill. Giá mà chỉ hơn bằng tiền cửa tiền con vang cơ thì chẳng tội gì các bác phải mua cái con vang cơ về làm cái gì cả. Đấy, em nói thật sự các bác luôn. Và bây giờ em cùng các bác sẽ đi giới thiệu về chi tiết của dòng sản phẩm này để các bác cùng cùng xem đó, cùng xem. Có mấy con thôi bán giá rẻ thì chắc chắn là nó sẽ nhanh rồi. Đó. Con này ấy, thì cho chúng ta đó là 3 phím volume tinh chỉnh. Đó. Một là music này, hai là mic này, ba lá fake này. Đấy, thôi em xin phép được tắt phần mềm nhá. Cái phần mềm này thì em chỉ sau. Nói chung là cái dòng này ấy thì kể cả các bác chỉnh bằng tay nó cũng dễ thôi, không có cái gì khó cả. Đấy, chỉnh bằng tay thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Đấy, con này nó có cả feedback chống hú nhá, màn hình hiển thị này. Con này thì quá ok và chất lượng rồi. Với sản phẩm của cả hàng bên em thì anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Còn đây tất cả đây nó là chỉ phím chỉnh mic này. Đây ví dụ như các bác muốn chỉnh mic này, đúng không? À, các bác ấn sang này thì nó sẽ cho chúng ta là giải từ giải equalizer của mic này, bắt đầu từ giải 57Hz này. Đấy, các bác có thể chọn đấy nhá. Đấy, anh em có chỉnh cực dễ luôn, con này chỉnh dễ lắm các bác ạ. Các bác thích tăng bát chép, giảm chép, đây là giải đây là phân khúc giải chép rồi. Đấy, 6.3 rồi. Đấy, thuộc phân khúc giải chép rồi. Đấy, ví dụ như thì em xin đây, em ấn vào mic này, ấn vào đây. Đấy, đây nó là giải chép rồi. Đấy, lao cắt này, con này là lao, có lao cắt này, lao cút này. Đấy, cắt 80Hz này. Con này ví dụ lao cắt của nó cho lên khoảng tầm mấy dB đây. Lao cắt, cắt cho nó về không đi. Con này cực kỳ là đẳng cấp rồi. Đấy, đấy nó chỉnh chỉnh equalizer của nhạc của mic thì nó chỉ có thế thôi, không có cái gì khó cả. Đấy, kể cả nhạc cũng thế này các bác này, nhạc này đây nó cũng cho chúng ta là chỉnh bát trung chép này. Đấy, rất là đơn giản thôi, không có cái gì khó cả. Quá tuyệt vời luôn khi một con vang vàng giá tốt. Đấy, con này thì 6 đường ao ra các bác nhá, 6 đường ao ra này. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, một đường rec thu âm này. Và hai đường AUX, BGM và AUX này. Đấy, thì nội thất của con này sao? Đây là cổng kết nối phần mềm anh em nhá. Cổng kết nối phần mềm này. Và nội thất của con này, vang Patty Hill, nội thất của nó thì hoành tráng rồi. Nguồn này. Quá tuyệt vời luôn. Và ngày hôm nay thì bên cả bên em bán cho anh em với cái giá là 1.700.000. Bao ship tặng cho anh em đó một đôi dép ca lông nhanh tay giá
số lượng là có 4 con cơ mà nhá. Còn một con này nó bị mất cái phễu đây này, để em soi phễu này. Nó mất cái lắp này này. Đấy, nó hơi xấu một tí thì em sẽ bán rẻ hơn. Bán rẻ hơn 200. Còn tất cả các cái con vàng mà đẹp như thế này nhá. Đấy, vàng rất là đẹp này các bạn này. Có 1,7 triệu thôi, bằng tiền con vàng cơ thôi mà các bác. Bằng tiền con vàng cơ thôi. Đấy, nhưng mà mua hàng thì mình phải đặt cọc cho bên cửa hàng bên em, chứ còn không bán không đặt cọc anh em nhá. Vàng đẹp mà, giá cực kỳ tốt rồi, 1,7 triệu nhá. Gọi điện trực tiếp qua cửa hàng bên em. Rồi, kết thúc video tại đây thì em cũng xin chào và gặp lại anh em nhá.